Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Video ngày hôm nay là một chủ đề rất thú vị. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xem tổng số tiền mà các bạn đã mua sắm trên trang thương mại điện tử Shopee. Nói đến các trang thương mại điện tử nổi tiếng ở Việt Nam thì chắc chắn là chúng ta sẽ nghĩ đến ngay đó là gì ạ? Đó là Shopee, là Tiki, là Lazada, đúng không nào? Và bản thân mình thì cũng thường xuyên lên những cái trang này và đặc biệt là Shopee để tìm mua vài cái món đồ linh tinh, quần áo, các thứ phụ kiện, đúng không ạ? Mua lúc nào cũng được. Mải mê mua sắm trong những dịp hút máu như ngày 11 tháng 11, 12 tháng 12 hay Black Friday thì đã bao giờ các bạn tính lại số tiền mà các bạn đã chi tiêu trên các trang thương mại điện tử hay không? Nếu như các bạn đã từng có ý định là thống kê số tiền mà các bạn đã mua trên Shopee thì đây chính là video dành cho bạn. Như các bạn có thể nhìn thấy thì ở đây chính là một số sản phẩm mà mình đã mua trên trang thương mại điện tử Shopee. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra số tiền mà chúng ta đã chi tiêu trên trang thương mại điện tử Shopee. Đầu tiên là các bạn hãy truy cập vào trang chủ của Shopee, shopee.vn và thực hiện đăng nhập trên tài khoản của chúng ta. Bước thứ hai, các bạn hãy click chuột phải vào một vị trí bất kỳ trên trang web của chúng ta và lựa chọn là kiểm tra, hoặc các bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift Y hoặc bấm phím F12 các bạn nhé. Sau đó thì chúng ta hãy di chuyển con trỏ chuột sang cái tab này trên thanh điều hướng của chúng ta. Tại đây thì mình sẽ dán một cái đoạn code vào đây. Thì cái đoạn code này thì mình đã để ở dưới phần mô tả của dưới video này. Đây chính là nội dung đoạn code của chúng ta. Và các bạn chỉ cần Ctrl A, sau đó Ctrl C để copy. Sau đó thì chúng ta sẽ dán ở phần này. Sau khi chúng ta đã dán đoạn code vào thì chúng ta nhấn phím Enter trên bàn phím của chúng ta. Sau một vài giây thì các bạn thấy rằng là kết quả đã được hiển thị trên màn hình của chúng ta. Như các bạn nhìn thấy thì tổng số đơn hàng đã giao của mình là 12, tổng số đơn hàng đã đặt là 14, đúng không ạ? Tổng chi tiêu của mình là 991.000 và tổng tiền ship của mình là 22.000. Ở đây thì mình muốn lưu ý với các bạn một điều rằng là nếu như các bạn đặt càng nhiều đồ thì cái thời gian lấy dữ liệu thì nó sẽ càng lâu. Tuy nhiên thì nó cũng rất là nhanh thôi, cũng không quá lâu đâu các bạn ạ. Và tại đây thì các bạn sẽ xem được là tổng đơn hàng đã giao của chúng ta là bao nhiêu, tổng sản phẩm mà chúng ta đã đặt và tổng chi tiêu cũng như là tổng tiền ship của chúng ta là bao nhiêu. Đây chính là những thông tin rất là cơ bản rồi, được không nào? Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xem được tổng số tiền mà chúng ta đã chi tiêu trên trang thương mại điện tử Shopee, được không nào? Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên like cũng như là đăng ký kênh của mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.